100 cây bưởi diễn 9 tháng tuổi bị sâu chấm chấm đỏ ở lá, vẽ bùa ở lá, rụng lá và sần lá, vàng lá, phun thuốc nhưng không đỡ, hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Vâng, thưa anh Thành, câu hỏi của anh đã được tiến sĩ Đinh Văn Đức tư vấn như sau. Thưa anh Thành, qua mô tả của anh thì tôi cho rằng là bưởi nhà anh ấy, cái bưởi từ 9 tháng tuổi nhà anh này, đầu tiên là bị sâu vẽ bùa gây hại. Mà sâu vẽ bùa thì anh biết tức là nó thường phát sinh cùng với các đợt cây hình thành lộc non. Vì thế cho nên là nó xâm nhiễm vào từ khi lộc non nó ra, lá non nó mới nhú ra hình thành. Chứ còn thì đối với những cái lá đã mở hạt rồi hoặc là đã thời thành bánh tẻ trở lên rồi thì nó không hại nữa, không hại nữa. Còn nếu mà nó có thấy nó hại thì đấy là nó phải xâm nhiễm vào thời gian trước rồi, còn đấy là vết tích gây hại của nó còn ở lại. Vì thế cho anh chú ý tức là để đối xử với bùa thì chúng ta phải quản lý nó cùng với đợt cây hình thành các đợt lộc non. Đấy điểm nhất. Và khi sâu vẽ bùa, nếu mà chúng ta không phòng trường tốt để sâu vẽ bùa nó gây hại thì nó sẽ tạo ra các vết thương ở trên lá. Và với cái vết thương mà do sâu vẽ bùa tạo ra này, gây ra này thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho vi khuẩn xâm nhiễm gây bệnh loét. Vì thế cho nên là trong cái thời kỳ mà cây kiến thiết cơ bản này thì anh cố gắng như thế này. Tức là một năm thì cây thường hình thành ra 4 đợt lộc trong năm. Tức là gồm có đợt lộc xuân, đợt lộc hè, đợt lộc thu và đợt lộc đông. Thế thì vào trước mỗi một đợt lộc như vậy thì anh nên sử dụng tập trung là phân bón và nước tưới để chúng ta kích cho cây nó ra lộc tập trung. Và nếu mà chúng ta điều khiển cho cây được ra lộc tập trung được nữa thì cái công chúng ta chi phí cho cái bảo vệ sâu để phòng trừ sâu vẽ bùa và cái bệnh loét này nó sẽ giảm đi rất là nhiều, giảm rất nhiều. Chứ còn nếu mà chúng còn thì được, chúng ta mà không chế được như vậy mà để cho cây nó ra lộc nhiều đợt, nó ra lai rai thì chúng ta rất tốn công trong cái phần bảo vệ này. Cho nên anh phải hết sức chú ý cho tôi là cái ý thứ nhất như vậy là chúng ta cần phải tập trung phân bón và nước tưới vào trước khi cây hình thành các đợt lộc khoảng 15 đến 20 ngày thì chúng ta sử dụng. Thế thì còn cái khi chúng ta theo dõi, sau đó là chúng ta theo dõi bởi khi thấy lộc cây vừa nhú với cái độ dài từ 1 đến 2 cm nhé. Cho nên tôi mới nói là nhú là vì tại mới cơn từ 1 đến 2 cm thôi. Thì anh sử dụng ngay một trong các loại thuốc trừ sâu vẽ bùa có cái gốc tức là như là dầu khoáng petroleum spray oil hoặc là thuốc gốc abamectin hoặc là thuốc abamectin cộng với petroleum spray oil vân vân. Thế thì một trong các loại thuốc đó anh kết hợp với lại một trong các loại thuốc trừ bệnh loét do vi khuẩn gây ra là gồm có thuốc tức là gentamicin sulfat oxy tetracycline cộng với oxy tetracycline hydrochloride hoặc là các một trong các thuốc gốc đồng hoặc là một trong các thuốc copper oxy hoặc là thuốc gốc copper oxy chloride cộng streptomycin hoặc là thuốc gốc carbamycin. Thế thì một trong các thuốc loại thuốc trừ sâu trên kết hợp với một các loại thuốc trừ bệnh này chúng ta pha theo cái nồng độ khuyến cáo trên bao bì, chúng ta phun cho vườn bưởi của chúng ta mà nên phun hai lần. Lần thứ nhất là khi lộc mới nhú dài 1 đến 2 cm. Lần thứ hai sau lần thứ nhất từ 7 đến 10 ngày. Như thế mỗi đợt lộc anh chỉ cần phun cho tôi được hai lần như vậy thì chúng ta sẽ vừa trừ được sâu vẽ bùa và chúng ta vừa chống được phòng chống được là bệnh loét nó xâm nhiễm và gây hại cây bưởi cho chúng ta thì cây bưởi nó mới sinh trưởng phát triển được. Rồi còn sau đó anh vẫn tiếp tục theo dõi. Nếu mà sau này thấy bệnh loét bắt đầu xuất hiện. Bệnh loét xuất hiện tức là các vết loét nó xuất hiện có cái cuồng vàng xung quanh ấy thì lúc này anh cần phải thu nhặt hết toàn bộ những cái lá, những cái cành non vì cái bệnh loét này nó không những gây hại trên lá mà nó có thể là xâm nhiễm vào cả những cái cành mà còn màu xanh. Còn màu xanh tức là chưa hoa nâu. Thế thì chúng ta phải cắt bỏ tất cả những cái lá bị bệnh và những cái cành bị bệnh ở trên cây, đồng thời nhặt hết tất cả những cái lá bị bệnh mà nó đã rụng ở trên mặt đất. Chúng ta tập trung đưa ra bên ngoài, xa cái khu vực trồng để chúng ta tiêu hủy. Một là đốt, hai là chúng ta chôn tiêu hủy. Sau đó
anh sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh loét mà tôi vừa nêu ở trên, như là gentamicin sulfat cộng với oxytetracycline hydrochloride, hoặc thuốc gốc đồng, hoặc thuốc gốc đồng copper oxychloride cộng streptomycin, hoặc thuốc gốc casugamycin, vân vân. Chúng ta pha theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì và chúng ta phun định kỳ cho cây. Tức là phun khi nào? Tức là cứ khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta phun một lần, và phải phun được từ 3 lần trở lên thì mới có tác dụng. Chứ còn nếu mà chúng ta phun có một lần thì chúng ta lại không phun nữa thì hiệu quả là không thể hiện được. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi.